Kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Công ước 1972, 20 năm nghiên cứu khai quật phát lộ Hoàng thành Thăng Long Hà Nội 2002-2022. Sáng nay mùng 8 tháng 9, Ủy ban dân thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trọng thể khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Tham dự khai mạc có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đồng chí Thường trực Thành ủy. Hội thảo còn có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học chuyên gia ở trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, cuộc khai quật khu di tích Hoàng thành Thăng Long là cuộc khai quật lớn trong lịch sử ngành khảo cổ học của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Những kết quả khai quật đã phát lộ những dấu tích lịch sử trải dài 13 thế kỷ với các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau, khẳng định đây là một quần thể di tích, di vật mang bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, là một di tích văn hóa lịch sử khảo cổ học tiêu biểu, đồng thời là bằng chứng vật chất phản ánh trình độ kỹ thuật cao, chứa đựng các giá trị về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật, cũng như phản ánh sự giao thoa văn hóa trong một quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Với những giá trị lịch sử văn hóa và khoa học đặc biệt của di tích, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2009, được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa thế giới đúng dịp tổ chức đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội 1010-2010. Theo tôi ấy, là cái nghiên cứu tổng kết này vô cùng quan trọng, bởi vì khi mà ta công nhận di sản Hoàng thành Thăng Long là di sản thế giới ấy, thì các nghiên cứu vẫn còn đang dang dở. Thế nhưng mà cái giá trị nó quá lớn, cho nên các nhà khoa học và các nhà quản lý, nhất là UNESCO thấy rằng là giá trị lớn quá và đạt tầm di sản thế giới rồi thì là ta công nhận ngay. Sau đó là UNESCO khuyến nghị là tiếp tục nghiên cứu, và càng nghiên cứu thì càng ra thêm nhiều cái giá trị sâu sắc hơn. Hiện nay là tôi được biết rằng là các cái bài viết rất là nhiều, các tổng kết rất là đầy đủ và sâu sắc, và các cái đánh giá rồi các kiến nghị cũng rất là cụ thể. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái hội nghị này là nó tổng kết, nhưng đặc biệt nó định hướng cho những năm tới, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thì như thế là cái di sản chúng ta sẽ ngày một tức là được phát huy tốt nhất theo cái gọi là nguyện vọng của nhân dân, cũng như là nguyện vọng của công chúng và các nhà quản lý. Để góp phần nhận thức sâu sắc toàn diện hơn về những giá trị căn bản của khu di sản, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham góp nhiều ý tưởng tâm huyết sáng tạo, đưa ra các giải pháp khả thi để gìn giữ và phát huy giá trị của di sản. Để góp phần nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những giá trị căn bản của di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, nhất là trên các phương diện kiến trúc, cảnh quan, sự giao thoa về văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị. Tại hội thảo khoa học quốc tế hôm nay, tôi đề nghị và mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý quan tâm tham góp nhiều ý tưởng tâm huyết, sáng tạo, đưa ra các giải pháp khả thi để giữ gìn và phát huy giá trị của di sản. Những kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở khoa học để thành phố Hà Nội xây dựng phương án khôi phục và tái hiện các di sản kiến trúc cung điện trong thời gian tới, đặc biệt là các giải pháp ứng dụng công nghệ dưới dạng di sản số. Hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội nhằm đánh giá những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là kết quả khai quật khảo cổ học kể từ khi khu di sản được Tổ chức Giáo dục và Khoa học Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới, trao đổi học tập kinh nghiệm cũng như tham vấn khoa học về định hướng công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị của khu di sản.